Triều cường dâng cao, đường phố thành sông. Đợt triều cường dâng cao vào tối ngày 18 tháng 9 đã khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn Sài Gòn lại rơi vào cảnh ngập lụt. Nước ngập khắp nơi khiến đời sống hàng ngàn người dân bị đảo lộn khổ sở. Vào chiều tối 18 tháng 9, tại đường Bến Phú Định, đoạn từ cầu Phú Định đến chân cầu Rạch Cát thuộc phường 16, quận 8, triều cường dâng cao nhất vào khoảng 19 giờ tối gây ngập lụt đoạn đường này. Nhiều chiếc xe gắn máy lưu thông qua đây đã bị chết máy, phải dẫn bộ. Một số người không đủ can đảm, đành ngồi chờ triều cường rút mới tiếp tục chạy qua. Có đoạn ngập sâu đến hơn nửa mét, người dân phải dùng bao cát và những tấm ván để ngăn, không cho nước tràn vào nhà. Mọi sinh hoạt của người dân đều bị đảo lộn do đợt triều cường này. Nhiều cửa hàng buôn bán, quán ăn vắng khách vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rác thải từ bờ sông Phú Định cũng nhân dịp này mặc sức tấn công, nổi lên bền trên mặt nước ngập. Bà Nguyễn Thị Trúc, 43 tuổi, một người địa phương cho biết, vừa rồi con đường này mới được nâng lên cao mà vẫn còn bị ngập sâu đến vậy. Trước kia, mỗi lần triều cường dâng cao, có khi ngập đến cả mét. Tại khu vực đường Lương Định Của thuộc quận 2, nơi vốn được xem là trung tâm ngập ở phía đông Sài Gòn, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Bắt đầu từ khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, nước từ các miệng cống đẩy ngược lên mặt đường. Khoảng 1 giờ sau, nước triều cường dâng lên, lấn đến mép chân cầu Thủ Thiêm. Phía đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Trọng Cung thuộc quận 7 cũng bị ảnh hưởng từ đợt triều cường kỷ lục này. Tại khu vực đường Bùi Hữu Nghĩa, khu vực Bình Quế thuộc quận Bình Thạnh, vào lúc 18 giờ 30 phút, nước sông cũng đã bắt đầu tràn vào khu dân cư.